Thưa quý vị và các bạn, sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015, đời sống vật chất tinh thần của người dân Tân Thủy, huyện Ba Tri từng bước được nâng lên. Từ đó, đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí nhằm hoàn thành mục tiêu đưa Tân Thủy trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Là một trong những địa phương được huyện Ba Tri chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Đây vừa là động lực nhưng cũng là thách thức lớn đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thủy. Để sớm đưa địa phương về đích, đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời qua đó, xã đã thành lập ban chỉ đạo phân công từng cán bộ phụ trách và hướng dẫn các ấp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết. Căn cứ vào điều kiện thực tế, Tân Thủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, quý và năm để triển khai thực hiện. Từng đoàn thể trong xã đều phát động các phong trào thi đua, chung tay đưa Tân Thủy về đích nông thôn mới nâng cao đúng kế hoạch. Đến nay, Tân Thủy đã đạt 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đang gửi hồ sơ về trên chờ công nhận. Trong thời gian này, xã Tân Thủy tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bền vững. Theo đó, xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Cái nhịp độ mà nông thôn mới phát triển kể từ xã nông thôn mới của Tân Thủy thì kể từ hôm nay, những cái tụ điểm mà thí dụ đá gà này nọ hay phân bài hạn chế, rất hạn chế, gia đình rồi cũng ấm yên hạnh phúc, rồi xã hội bền vững, đường làng ngõ xóm, nghĩa là xây dựng nông thôn mới là cây xanh sạch đẹp đó. À, đất không bị thủng thấp, đường làng là dễ đi, bà con là có cái sức phấn khởi. Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên xã Tân Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và tham gia giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, huy động các nguồn lực để xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, cận nghèo làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Sau khi có cái nghị quyết của đảng ủy về cái thực hiện cái xây dựng cái xã nông thôn mới nâng cao thì ban thường vụ hội nông dân xã đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức tuyên truyền trong cán bộ hội viên nông dân cái tiêu chí là cái đầu công việc và phần việc mà đảng ủy đã giao. Thì song song bên cạnh đó thì hội cũng phối hợp với các ban ngành, với các chi bộ các ấp thì cũng tổ chức tuyên truyền vận động hộ dân để đăng ký sử dụng nước sạch, thì thu gom rác thải, thì cài đặt khẩu trang điện tử, thì vận động mua bảo hiểm y tế, thì đặc biệt là hội nông dân chúng tôi trong 2 năm qua thì thực hiện theo cái tiêu chí số 13 của đảng ủy giao về cái tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế ở nông thôn. Thì trong qua 2 năm thì chúng tôi đã thành lập được một cái tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt ở ấp Thanh An, và đồng thời đó chúng tôi cũng nâng chất là 5 cái tổ hợp tác, và 2 cái tổ hợp tác là rau an toàn của Tân Bình và Bình Phước, rồi 2 cái tổ hợp tác chăn nuôi bò và 1 cái tổ hợp tác trồng dừa của Tân Hòa. Thì nhìn chung qua nâng chất thì các cái tổ này là hoạt động tốt, đạt hiệu quả cao. Do quan điểm xây dựng nông thôn mới phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, lấy sức dân để lo cho dân. Vì vậy, Tân Thủy luôn ưu tiên phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất. Qua đó đã góp phần tăng thu nhập cho người dân. Đến đầu năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã ước đạt gần 70 triệu đồng, số hộ nghèo đa chiều giảm còn trên 2,4%. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn và phát triển kinh tế của địa phương, tăng thu nhập cũng như là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Hàng năm đảng ủy có cụ thể hóa bằng các cái nghị quyết cũng như chương trình để tổ chức thực hiện trên địa bàn. Qua các năm thực hiện thì đặc biệt là trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, tập trung của cả hệ thống chính trị, thì chúng tôi thấy rằng là đến giờ này thì cơ bản 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Tân Thủy thì đang hoàn thiện. Những cái kết quả nổi bật mà chúng tôi thấy đó là về mặt nhận thức, qua cái quán triệt tuyên truyền chủ trương
thì trong cái nội bộ của đảng, rồi cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị và nhân dân thì đồng thuận rất cao. Về cái kết quả mà chúng tôi thấy rằng nổi bật đó là cái hệ thống giao thông thì được nâng cấp, rồi cái được xây dựng mới, được quy hoạch, đã góp phần cho cái việc mà đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng như sản xuất thì nó rất là thuận lợi. Cái mô hình về các cái tổ hợp tác, hợp tác xã thì hoạt động thì có hiệu quả. Đặc biệt đối với Tân Thủy thì có cái hợp tác xã thủy sản. Hàng năm thì đối với những năm mà thuận lợi thì doanh thu của hợp tác xã khoảng 15 tỷ. Rồi góp phần giải quyết việc làm cho lao động của nông thôn ở tại chỗ khoảng 2.000 lao động. Các cái tổ hợp tác ở trên địa bàn thì nhìn chung là như là nuôi bò, sinh sản, trồng rau màu thì hoạt động đều có hiệu quả. Nông thôn mới, diện mạo mới, sức sống mới, đó là minh chứng cho sự đoàn kết, quyết tâm của đảng bộ, chính quyền, nhân dân Tân Thủy trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo động lực hướng đến xây dựng Tân Thủy trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai.